Liên đoàn bóng đá châu Á, bóng đá Việt Nam đã tạo nên lịch sử. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA giật tích World Cup đầu tiên hân hoang cho bóng đá nữ Việt Nam. Còn Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC khẳng định bóng đá Việt Nam vừa làm nên lịch sử. Bóng đá Việt Nam vừa tạo nên kỳ tích khi đội tuyển nữ. Lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự Vikika World Cup sau khi thắng Đài Loan 2-1 trong trận play-off vào chiều nay, mùng 6 tháng 2 tại Ấn Độ. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã có bài viết về chiến tích của các cô gái vàng Việt Nam. FIFA giật tích trên website của mình, World Cup đầu tiên hân hoan cho bóng đá nữ Việt Nam. FIFA viết, Việt Nam đã đủ điều kiện tham dự FIFA World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Nữ Việt Nam đã vượt qua vòng loại FIFA World Cup lần đầu tiên sau khi trở thành đội thứ năm và cũng là đội cuối cùng ở châu Á. Đặt vé đến Úc và New Zealand 2023 thông qua giải AFC ASEAN Cup bóng đá nữ. Vị trí tại Vikika World Cup của nữ Việt Nam được định đoạt bằng chiến thắng 2-1 trước Đài Loan. Đội bây giờ sẽ cùng Thái Lan và các đối thủ thuộc khu vực khác tiếp tục đá play off liên lục địa vào năm sau tranh vé dự World Cup. Trong khi đó, AFC đã có bài tường thuộc về trận Việt Nam thắng Đài Loan với dòng tích play off Việt Nam đánh bại Đài Loan để tạo nên lịch sử ở World Cup nữ. AFC viết, Việt Nam lần đầu tiên có một suất dự Vikika World Cup bóng đá nữ sau khi thắng Đài Loan 2-1 trong trận play off trên sân vận động Jipati ở Navimung. Bài, Ấn Độ. Đây là một trận đấu hai đội mệt mỏi về thể lực. Nguyễn Thị Bích Thuy ghi bàn quyết định đặt vé đến World Cup 2023 ở Úc và New Zealand sau khi Suhi Isan đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trước khi, Trương Thị Kiều ghi bàn mở tỷ số trong hiệp 1 cho Việt Nam. Chiến thắng này là hành trình đáng chú ý khi Việt Nam vượt qua cuộc tấn công của Covid-19 trước khi ASEAN Cup diễn ra ở Ấn Độ. Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở giải vô địch bóng đá nữ thế giới.